Hello mọi người. Đây là một cái thời khắc mà mình cảm thấy thật là tự hào khi mà mình sẽ phải chốt lại một cái năm 2021 thật là hoành tráng của cả đội đua Việt Tuấn GC Kỹ Sư Hẻm. Và mình sẽ chốt lại cho các bạn xem là ở một năm 2021, tuy là một đại dịch Covid nó hoành hành trên toàn thế giới và cả ở Việt Nam, nhưng mà đội đua Kỹ Sư Hẻm đã cố gắng để đạt được những gì. Thì với đầu năm 2021 thì đội đua của Kỹ Sư Hẻm đã rất là may mắn tham gia giải đua của Yamaha. Và thành tích của Kỹ Sư Hẻm đã đạt được đó chính là hạng nhì toàn đoàn của hệ Certega Invicta. Wow, đó là một cái thành tích khởi đầu năm 2021 thật là hoàn hảo. Và tới cuối năm 2021 thì lại là một trận chiến mà lấy về rất là nhiều phần thưởng dành cho Kỹ Sư Hẻm. Đây là một chiếc xe, một trong những số những chiếc xe mà đã đem lại những cái phần thưởng cao quý nhất trong năm 2021 và cuối năm. Đó chính là giải đua xe 150 phân khối Sportbike. Thì đây là một chiếc xe mà vận động viên Du đã sử dụng và cũng là một chiếc xe mà vận động viên đạt hạng nhì toàn đoàn hệ Sport 150 sử dụng. Thì đến với giải DAD thì các bạn hãy xem những hình ảnh, thì tuy là lần đầu tiên Su và Du tham gia một giải đấu ở Việt Nam đấy, nhưng mà Su và Du đã thi đấu rất là phong độ, rất là xuất sắc. Su đó, tuyệt nhiên là Su đã giành được vị trí hạng nhì toàn đoàn hệ Sport Bike 150 mà dành cho trẻ em, và đạt được cái thành tích là cực kỳ tốt. Có nghĩa là cái thời gian chạy một vòng nhanh nhất còn nhanh hơn cả là hệ người lớn chuyên nghiệp luôn. Đó rất là xuất sắc, 1 phút 24 giây. Đó là kỷ lục của Su đã được thực hiện vào năm 2021 và cũng là cái thành tích tốt nhất ở giải đua năm 2021 hệ 150. Rồi ở giải đua kit thì Su và Du đều đã đạt được hai thứ hạng cao và đã đem về huy chương và cúp như các bạn thấy đó. Còn ở hệ 150 của người lớn thì Kỹ Sư Hẻm và cùng đồng đội cũng đã đoạt được hai thứ hạng cao ở cái giải hệ 150 này và đem rất nhiều phần thưởng đem về lại cho cái đội đua của mình. Để mà đạt những cái thành công mà xuất sắc trong cái giải đua năm 2021 như thế thì không thể nào thiếu đến những sản phẩm mà giúp cho đội đua của mình chiến thắng. Điều đầu tiên không thể nào mà không nhắc đến đó chính là Motul 300V. Wow, cái Motul 300V này mình nói thiệt cho các bạn nghe nhé. Bạn nào mà không biết về dầu nhớt, bạn đó sẽ nói là nhớt nào chả như nhớt nào, sai lầm. Khi mà các bạn xài nhớt xịn với những công nghệ mà cao cấp thì cái chuyện mà chiếc xe đua của bạn nó tiết kiệm nhiên liệu là một. Tiết kiệm nhiên liệu rất là quan trọng. Và như các bạn đã biết thì ở trong tất cả mọi giải đua nó đều có cái quy định về phân khối. Thì dĩ nhiên ở mỗi lò cùng một cái phân khúc phân khói mà chúng ta độ như nhau thì có nghĩa là cái gì? Thì xe chúng ta gần như là đồng bài với nhau hết. Đó, thì một trong những cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất đó chính là vì sao? Đó là ở cái giải vừa rồi thì tất cả các xe là đồng bài. Nhưng mà cái xe của mình nhờ được đổi Motul 300V đó nên cái xe nó rút được hơn người ta ở đỉnh cuối nhiều hơn một tí xíu. Vì thế nên cái xe của ông Su nó mới đạt được thành tích 1 phút 24 giây. Trong khi tất cả các vận động viên khác chỉ có 1 phút 25 đó, ngay cả người chuyên nghiệp luôn. Thì đấy là một cái hay của cái nhớt xịn mà nhờ nó chúng ta có thể tăng tốc được nhanh hơn. Đó là một trong những cái kỷ niệm mà mình cảm thấy là nó rất là tuyệt vời. Đó là vì sao mà team Kỹ Sư Hẻm mà luôn sử dụng cái dòng nhớt Motul 300V cho tất cả những cái dòng xe cao cấp mà dòng đua chạy hết ga hết số của mình, để mà hạn chế tối đa cái sự hao mòn trên động cơ và tăng tối đa 100% công suất để có thể giành chiến thắng. Thì cái Motul 300V này nó có những cái công nghệ gì? Thì đầu tiên nó chính là cái công nghệ EsterCore độc quyền. Công nghệ này là dùng trong máy bay phản lực đó nha. Đó. Vì nó bảo vệ động cơ toàn diện với lại đặc tính chống mài mòn. Cái đặc tính này á thì cái FLS của nó là lớn hơn 14. Đây là một cái đặc tính, cái trị số của nó cao để nó bảo vệ cái động cơ mình tốt hơn. Đây là một cái sản phẩm mà các bạn có thể thấy trong rất là nhiều giải đua, từ cả MotoGP hay là SBK hay là cả ngay trong F1, rồi tất cả các đội đua đều đang sử dụng, vì nó là những thương hiệu hàng đầu trên thế giới mà. Motul là thương hiệu hàng đầu thế giới nha. Đi xung quanh với nó là những cái sản phẩm phụ trợ mà vẫn hay sử dụng như là nước lọc mát Motul Cool Organic đó, để dành cho xe đua nè.
Rồi, chẳng hạn như trong cái phần dầu nhất 2 thì mình cũng có xài cái Motul 800 2 thì để dành cho những chiếc xe đua 2 thì của mình. Rồi chẳng hạn như là những cái dầu phuộc của Motul. Đó, tất cả những cái dàn phuộc xe đua ở nhà mình đều xài dầu phuộc của Motul để mà cái độ ổn định của cái phuộc nó cao nhất có thể, tại vì trong đua xe mà phuộc nó cực kỳ quan trọng. Rồi, dĩ nhiên không thể thiếu nữa là nhắc lắp scooter dành cho những chiếc xe đua scooter bên mình có sử dụng là mình xài hết. Nói chung là 100% những cái sản phẩm gì mà liên quan tới động cơ rồi sử dụng hiệu quả để mà có thể đua xe là mình đều sử dụng 100% sản phẩm từ Motul. Rồi, với cái giá bán trên 400 ngàn một chai Motul 300V như thế này thì chúng ta sẽ nhận lại được điều gì? Như đã nói, tiết kiệm nhiên liệu, rồi quãng đường sử dụng sẽ rất là dài, mình xài được hơn 5.000 cây số luôn nha. Tăng công suất máy, bảo vệ động cơ tốt, vậy còn muốn gì nữa? Đối với Motul á, thì cái sản phẩm mà Motul 300V á, thì các bạn lưu ý là nó chỉ sản xuất duy nhất là tại Pháp. À, và chất lượng là đồng nhất trên toàn thế giới, có nghĩa là chỉ duy nhất một nhà máy tại Pháp thôi. Và nhiều anh em cứ nghĩ rằng có tem 3 lớp hay là tem 1 lớp thì 3 lớp nó sẽ tốt hơn, không phải. 3 lớp hay 1 lớp chỉ là thị trường nào mà nó phân phối thôi, chứ tất cả nó cũng đều cùng một mẹ là ở Pháp mà sản xuất ra. Và chất lượng nó đồng nhất hết. Đó, chứ không có khác biệt gì hết. Nhiều anh em thấy đi kiếm tem 3 lớp mặc dù mắc hơn. Ủa vậy chi vậy? Trong khi tem 1 lớp vẫn y xì vậy chính hãng Việt Nam sản xuất. Đấy, vì thế nên nó là cái thông tin để cho mà mọi người hiểu được. Bạn cứ hãy an toàn và yên tâm với lại tiêu chuẩn châu Âu trên từng chai nhớt nha. Đó, đó chính là lý do vì sao mà giá thành của nó cao. Đó là một phần cũng là như vậy, đô nhập mà 100% nhập châu Âu. Và dĩ nhiên như các bạn biết đó, một chiếc xe mà sử dụng mười mấy năm trời, giống như kỹ sư hẻm sử dụng con Suzuki GX 750 và con Hornet 600 từ năm 2007, 2008 cho tới nay trải qua 13, 14 năm trời nhưng mà động cơ không hề hư hỏng, là đã tiết kiệm được cho mình biết bao nhiêu rồi. Nếu mà chỉ cần mà mình xài nhất dở một cái xe nó chẳng hạn như xước lồng lốp trái và nó hư hỏng là coi như là mình sẽ tốn tiền gấp nhiều lần số tiền mình bỏ ra để thay nhớt. Đó là chính là vì sao mình luôn xài nhớt Motul 300V cho toàn bộ những cái dòng xe đua hay là những cái dòng xe mà phân khối lớn mà hoạt động ở cường độ cao. Đó, cực kỳ là hiệu quả. Và chưa kể nha, là sắp tới Motul Việt Nam sẽ có một cái chương trình rất là nhiều ưu đãi. Các anh em hãy nhanh tay tham gia chia sẻ trải nghiệm về sản phẩm và hình ảnh cùng với Motul 300V để nhận được những phần quà miễn phí, đó chính là 5 cái combo gồm Motul 300V và Motul Cool nước mát. Đó, đó, đó chính là Motul Cool nè và Motul 300V là sẽ có 5 cái combo như vậy, sẽ tặng cho 5 bạn có những cái bình luận ngầu nhất trong cái bài của Motul Việt Nam. À, nhớ nha, hãy nhanh tay và đi theo cái đường link đó vào để mà chuẩn bị tham gia vào cái chương trình này. Rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ đội đua Việt Tuấn GC kỹ sư hẻm trong năm 2021, và với năm 2022 này, đội đua kỹ sư hẻm sẽ bùng lên và bứt phá để đạt những vị trí cao nhất, để đem cho tới những khán giả hâm mộ một cái niềm vui, một niềm tự hào về đội đua có những tay đua nhí giỏi nhất Việt Nam. Chào mọi người.